Hello mọi người, bây giờ mình vô cái vườn bên nhà nha, mình khám phá. Đây, rau dấp cá. Đây, mấy bẹ chuối. Sẽ chiều nay cắt ra nấu cá rô, nấu chuối dém, nấu mẻ. Còn đây là đó, rau này là rau gì đó, quên rồi. Trời ơi lắm ơi, này thiếu thịt bò nữa thôi. Lá lốt, lộn, lá lốt. Đây là lá giang nha. Rồi mình là biết là ngay cái gu mình rồi, gà lá giang luôn. Trời ơi, đã dậy xuống dưới đây coi có gì vậy. Trời ơi, ngò gai. Còn rau thơm nữa. Trời ơi, quá trời luôn. Mồi không là mồi. Mùng tơi. Trời ơi, nhúng vô. Trời ơi, mới càng cua dưới đây nè. Đó. Mồi không. Rồi, khi nào mình chế biến mồi mình sẽ nói với mọi người nha. Đây là ớt chim ỉa nha. Ớt mà giống như là quả pháo anh chĩa lên nằm súng cao. Trời ơi, em nhìn nó giống con vợ tôi. Không phải đâu, vợ tôi nó không tàn dữ vậy đâu. Đâu, vỏ tôm cho gà ăn hả? Đây là khu vườn nuôi gà của cha vợ, mà đất này là đất của người ta, người ta chưa bán được. Nhìn thấy con vịt không? Có một con màu quá, nhưng bắt về á cho mình ăn thịt đó, mà thấy tội nghiệp quá thôi để lại luôn. Ai mua gà đá hay gì mà hú nha, hiểu không á? Đó, thấy không? Đẹp ha, nè con trắng này nè. Đâu, đó con trắng nè. Đó. Kìa ba con đó là chung giống. Ba con. Đẹp ha. Con vịt sim á. Mình tính sẽ cắm trại ở đây luôn á. Đó. Thì mình có cái liều mà. Đó. Về quê là phải quay cảnh quê. Rồi quay ở đây coi ngọc nhiều. Được. Sáng nay tôi đi chợ là tôi thấy con gái Cà Mau là coi như là 10 người là nó trắng 10 người. Đứa nào cũng trắng như bông bưởi. Tự nhiên lòi ra bà này có làn da cà phê. Mà cà phê chưa rang nữa chứ.